Rồi xin chào chị cũng như bà con chăn nuôi nha. Đến với clip mới của trong kênh Nông Dân TV. Đó, thì đây là trại bò La Hai mà trước kia mình thường quay á, mà lâu nay mình không có rảnh thành là mình không có chia sẻ, nhưng mà bò thì vừa liên tục nha. Thì trong trại lúc nào cũng mười mấy 20 con đổ lại. Đó, bà con đến trại lúc nào cũng có tham khảo cái lô bò này, phải nói là lô bò đẹp, cực kỳ đẹp nha. Đó. Thì nó rất là đông cho nên là trại chỉ đưa giá ra giá đó là tham khảo để bà con đến trại xem trực tiếp, còn không thì bà con thích con nào á, thích con nào thì trại có Zalo đó, dắt ra từng con đó quay cho bà con chốt đó. Bò này rất là đẹp nha. Đây, ba bơ không à đó. Cái mông con nào là khổ chơi nha. Bò này nó dao động là từ 7 tháng đổ lên hết nha. 7 tháng đổ lên. 7 tháng như hai mấy con trăm ra là coi như dạng như 10 tháng các bạn. 10 tháng, 11 tháng rồi nha. Nó quay qua rồi quay chi tiết từng con. Bà con thích con nào thì chạy có Zalo đó. Chạy thì lựa hết nha. Lựa hết chứ không có mua, không có mua xà kèo. Bởi vì lựa cái mẫu bò nó đẹp, bà con nuôi sau này chừng nó sẽ nó ra bò nó đô con đó, như hai con trăm đây là nó lỡ lỡ nha. Đó, nó lỡ 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 đấy, lỡ lỡ hai con này thì 10 tháng đô lên rồi nha. 10 tháng đô lên, một tháng rồi đấy. Đẹp lắm. Thấy thấy. Đó, quay xe xe để bà con nhìn hết bò nha. Mông đẹp lắm. Mông dai rộng lắm. Bằng tiếng này. Dài đòn lắm nha. Chân nụ quầm. Dài lắm. Thấy bà con thấy dài cực kỳ này. Rồi, cái dàn đây thì nó nhỏ hơn cái lô đó một tí. Thì giá thì từ 18 cho tới 25 triệu, 26 triệu nha. Giá từ 18 tới 26 triệu. Thì trong cái dãy bò thì cái dàn đây là nó hơi nhỏ nhỏ hơn mấy cái chỗ kia. Đó. Con bò đây 7 tháng rồi lên hết nha. 18 tới 26 triệu. Quay cận cận xe nữa nha, quay cận xe để bà con nhìn nó hết bò. Mới quên là trong đây cái lô bò này có nhiều con là mông muối lắm nha, mông cơ lắm. Rồi cặp vài con này, đó, quay từng cặp, bà con thích cặp nào thì kẹp vài con chân móng này, mặt mũi. Bà con đến trại thì tham khảo. Nhìn chung cho nên nếu mà ra người dân mà lựa con bò như vậy là khó khó lắm nha, nhưng mà trại là đi gom là đi lựa là tiền hết. Thành ra bà con đến là nó đủ đủ cỡ hết à, mà dạng bò đẹp không. Mười tám cho tới 26 triệu. Đó. Cái trăm, hai con trăm đây là to nhất, to nhất của cái lô bò nở bò. Rồi chạy bò La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, dưới chân cầu sắt của thị trấn La Hai đó. Thì trên màn hình mình đỡ cái địa chỉ cũng như số điện thoại, rồi bà con kết bạn Zalo thì thích cái mẫu nào thì tham khảo. Rồi kênh Nông Dân TV nha, thì mặc dù mình không có chia sẻ lên kênh thường xuyên, nhưng mà chạy thì lúc nào cũng có bò đó, 10 con đến 20 con.
Bò này bắt bò nhà vườn cũng có. Đấy, như mười tám tới 26 triệu. Những con đây là những con nhỏ nhất trong cái mấy con đây đó, mấy con đây là nó nhỏ hơn mà cái dàn quà kia đó. Còn mấy con trăm đây là to. Thì bò này 7 tháng đến 8-9 tháng, rồi cạch này thì 10 tháng 11 tháng đó, con đấy. Thấp nhất là 1m1, thấp nhất 1m1, cao là 1m2 đó. Rồi dao động bò ba bơ thì cái lứa tuổi cỡ đó thì nó dao động cỡ đó. Lưng thấy bà con nhìn cái dãy bò này nó dài cực kỳ, nó dài như chiếc sống mà lưng đồ nó nớ, dài cực kỳ luôn. Mà mông thì đó. Lưng này. Thì chạy bò La Hai thì mình ít chia sẻ lên kênh Nông Dân TV, nhưng mà chia sẻ lên kênh bò giống La Hai á, là bò vừa là cập nhật liền nha, bò vừa là cập nhật lên mỗi lô bò để bà con tham khảo. Thì cái kênh bò giống La Hai là cập nhật những lô bò mới của chạy bò La Hai. Rồi, bà con quan tâm thì đăng ký kênh, nếu tham khảo thì xem qua kênh bò giống La Hai đó. Chạy bò nằm ngay dưới chân của cầu sắt của thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nha.